Chào các bạn, trong ngành giáo dục châu Á thì Singapore được xem là một trong những đất nước đi đầu trong các phương pháp giảng dạy cũng như là môi trường học tập cũng như là sự đa dạng về học tập. Và rất nhiều sinh viên, trong đó có sinh viên Việt Nam thì coi Singapore là một sự lựa chọn hàng đầu khi có ý định đi du học. Do đó thì với cái nhiều cái lý do như là chi phí du học thì hợp lý và hơn nữa thì vị trí địa lý là rất gần với Việt Nam. Và một trải nghiệm mà các sinh viên quốc tế rất yêu thích khi đến Singapore đó là cái sự đa dạng trong văn hóa và của các sinh viên quốc tế hòa trộn với nhau, với cái sự độc đáo về văn hóa cũng như là với sinh viên bản địa. Thì hơn nữa, chính phủ nước này cũng rất tạo điều kiện cho các sinh viên quốc tế khi học tập tại đây. Và một số trường thì cho phép sinh viên có thể làm việc tối đa là 16 tiếng một tuần để có thêm thu nhập. Và đây cũng là một cái sự trải nghiệm thú vị mà các bạn học sinh có được trong quá trình học tập và cũng để có thêm cái kinh nghiệm giúp các bạn có công việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên thì các bạn cần liên hệ với văn phòng của trường để hỏi rõ thêm về cái vấn đề này. Còn đối với những cái bạn du học sinh có nguyện vọng học các ngành kinh doanh tại Singapore thì sẽ có nhiều lựa chọn cho các bạn chọn trường. Trong số đó, trong số các trường tốt nhất ở Singapore về kinh doanh thì không thể không kể đến đó là như là Học viện Quản lý Nam Giang hay là trường Curtin Singapore vân vân. Và khi học tại trường Nam Giang thì các bạn được lựa chọn các khóa học phù hợp với chi phí cũng như là thời gian học tập. Và chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với Tân Đại Dương qua số điện thoại đó là 0838484879 để được tư vấn cụ thể về các khóa học mà bạn quan tâm. Và như chúng ta cũng đã biết thì Singapore hầu như là không có cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các nguyên liệu phần lớn thì được nhập từ nước ngoài và Singapore thì chỉ có than, trì, nham thạch, đất sét và không có nước ngọt. Và cái đất canh tác thì hẹp, nông nghiệp thì không phát triển và hàng năm thì phải nhập lương thực cũng như thực phẩm để đáp ứng cái nhu cầu trong nước. Và tuy nhiên thì Singapore có cơ sở hạ tầng và một số ngành công nghiệp thì phát triển cao hàng đầu ở châu Á. Và các ngành như là sửa chữa tàu, công nghiệp lọc dầu hay là chế biến và lắp ráp máy móc. Singapore là nước hàng đầu về sản xuất bộ đĩa máy điện tử và hàng bán khí ẩm. Và Singapore còn là trung tâm lọc dầu và vận chuyển hóa cảnh hàng đầu ở châu Á. Và nền kinh tế Singapore thì chủ yếu dựa vào buôn bán và dịch vụ, chiếm 40% thu nhập quốc dân. Và Singapore cũng được coi là nước đi đầu trong việc chuyển đổi nền kinh tế tri thức. Hiện nay thì Singapore là một quốc gia có mật độ triệu phú, tức là tỷ lệ số hộ trên tổng số hộ dân triệu phú là cao nhất thế giới. Có tới hơn là 17% số hộ gia đình của Singapore là hộ triệu phú. Vậy chọn Singapore là điểm đến để du học thì bạn có cơ hội là tiếp xúc học hỏi cũng như là có cơ hội tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm từ các triệu phú này. Vậy bạn sẽ chọn trường nào khi học ngành kinh doanh tại đây? Hãy liên hệ với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam qua số điện thoại đó là 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com để tìm kiếm những cái thông tin mà bạn cần.